Này anh à, anh ơi, anh có biết không hả? Rằng em đã yêu anh, yêu nhiều lắm á, nhưng mà vì con gái nên là em cứ luôn mãi e dè, sợ khi thổ lộ ra anh lại cho em là con cóc ghẻ. Vì nói thật sự ra anh là hot boy có tiếng, còn em thì xấu xí lại học ngu, chỉ biết nhìn anh rớt nước miếng. Đã chung lớp còn ngồi cạnh anh khiến tim em đập dồn dập, mỗi khi nhìn thấy gương mặt anh ngủ thì nó lại đập tới tấp. Quay đi quay lại em là một số trong phòng anh, thích anh thì thích lắm nhưng không có dám nhí nhảnh. Vì em xấu mà mặt cảnh nên chỉ dám đứng xa nhìn trộm, trong thể hiện như mấy chị kia thấy anh là la ôm sòm. Nhưng hôm nay nè, em đã lấy hết can đảm viết cho anh một lá thư mà em đã rặn hết trái xanh. Em không biết anh có đọc và chấp nhận em không, nhưng em cũng phải nói hết những điều mà mình đã giấu ở trong lòng. Này anh à, anh ơi, anh có biết không hả? Rằng em đã yêu anh, yêu nhiều lắm á, nhưng mà vì con gái nên là em phải e dè. Sao khi thổ lộ ra anh lại cho em là con cóc ghẻ? Vì nói thật sự ra anh là hot boy có tiếng, không biết nhìn anh rớt nước miếng. Sao đâu. Người cũng tuổi vì tự nghĩ mình chẳng có gì hoàn hảo, nhưng tình yêu nó cứ thúc giục nên thôi kệ liều luôn. Người ta hay nói yêu thì đau khổ, nhưng mà không yêu thì lại lỗ, nên thử vận may vượt lên chính mình, quyết tán anh cho đổ. Thì có xấu nhìn cho kỹ, kích thước trong tim em nó đẹp, nó mà đã nhốt anh vào trong rồi thì y như rằng hơn cả thép. Có cậy có khoan cho bơm mình nổ hay làm cái gì cũng chả được, còn mơ chơi xấu dụ dỗ em mở hả, lẹ mép con. Ê con kìa, ai cho mày cái thói cứ đều đẻo theo người khác vậy? Tôi có làm như mấy bạn đâu. Đừng có giả nai, mày nên nhớ mày không phải là gu của anh Kinh. Tốt nhất là nên tránh xa ra đi. Không thì á. Không á thì sao? Chuyện không có liên quan tới mày. Nó bạn tao liên quan không? Tao ghi nhận. Hôm nay mày bảo vệ nó, nhưng không bao giờ bảo vệ được cả đời đâu. Đi tụi bay. Mày ăn cái gì để đăng hiếp mày vậy? Tao không biết. Đi ăn. Là vì con tim em yêu anh, là vì con tim em thương anh, là vì con tim em đã trao trao cho anh thôi. Trời ơi, anh Kinh đẹp trai quá à. Đang móng gỗ còn cũng đẹp trai nữa. Cái đồ mê trai. Ôi, vô rồi kìa, vô rồi kìa. Ôi, hay quá rồi. Bạn nghe. Ê, vô nữa kìa mày, vô nữa kìa. Bắt hết trường. Nhiều giúp gì được. Còn ai còn ý kiến gì nữa không? Lên đi. Trời, nhục quá à. Trời. Lùn con khúc phải đặt làm đại ca. Nhục quá.
quá, đúng gu của tôi, dễ thương quá. Đồ dơ dục. Dễ thương quá. Nói thật sự ra anh là hot boy có tiếng, còn em thì xấu xí lại học môn, chưa biết nhìn anh rớt nước miếng. Đã chung lớp còn ngồi cạnh anh khiến tim em đập dồn dập. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt anh ngủ thì nó lại đập tới tấp. Quay đi quay lại em là một số trong phòng anh, thích anh thì thích lắm nhưng không có dám nhí nhảnh. Vì em xấu mà mặt cảnh nên chỉ dám đứng xa nhìn trộm, trong thể hiện như mấy chị kia thấy anh là la ôm sòm. Nhưng hôm nay nè em đã lấy hết can đảm viết cho anh một lá thư mà em đã rặn hết chất xám. Em không biết anh có đọc và chấp nhận em không, nhưng em cũng phải nói hết những điều mà mình đã giấu ở trong lòng. Là vì con tim em yêu anh, là vì con tim em thương anh, là vì con tim em thương anh. Đứng. Dù ngày mai đây có xa sao, mẹ tao. Ai còn nước đâu? Nước nè. Đúng nè. Bố, mẹ tụi nó hiếp nghe chưa? Hoàng tử bên tụi nó lọ lem vậy á. Thì muốn biết tình lưu phù như em giỏi khi yêu giữ thì cái này cả. Nhưng mà tao thích. Trời má ơi, bữa tao chụp hình với Thùng Sơn này má. Đi luôn hả? Ghê. Tấm này tao đặt Facebook để chụp hình ra nhé. Đã chung lớp còn ngồi cạnh anh khiến tim em đập dồn dập. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt anh ngủ thì nó lại đập tới tấp. Quay đi quay lại em là một số trong phòng anh, thích anh thì thích lắm nhưng không có dám nhí nhảnh. Vì em xấu mà mặt cảnh nên chỉ dám đứng xa nhìn trộm, trong thể hiện như mấy chị kia thấy anh là la ôm sòm. Nhưng hôm nay nè em đã lấy hết can đảm viết cho anh một lá thư mà em đã rặn hết chất xám. Em không biết anh có đọc và chấp nhận em không, nhưng em cũng phải nói hết những điều mà mình đã giấu ở trong lòng. Là vì con mày có biết sao mà thằng Kinh nó không thích mày không? Mày nhìn lại mày kìa, vừa đen đúa ăn mặc thì lượm thuộm tóc tai kìa, trời ơi sao mà nó thích mày được chứ giờ tao làm sao? Để chết. Bảo đảm trong 5 ngày mày sẽ trắng như ngọc trinh. Tin được không trời? Được. Thank you.
tỏ tình em biết nãy giờ. Anh đọc có hiểu không, hay để em tới chỗ phát thanh lo. Nhà trường mày la lớn, em không muốn người ta lại biết là em đang tỏ tình anh. Nhưng mà nếu thích á. Thích làm gì? Em yêu anh. Hả? Em yêu anh thế thôi, thời gian cho chẳng đôi ngôi. Vì tìm em cái lo của trường tụi em đem ra đây làm gì? Giải tán, giải tán, giải tán, giải tán. Khi xưa yêu anh em đã quên đi niềm kiêu hãnh, chỉ cần anh, chỉ một bên anh tháng ngày. Yêu anh em trao anh cả trái tim không cần nhân lấy, để rồi em chỉ có niềm đau. Chỉ cô đơn riêng em mà thôi, dạng lòng quên mà sao vẫn nhớ thương người tình yêu. Bệnh đến nỗi mà gan to không hết hồn nổi luôn á hả? Thôi người đầu chứ. Ê, ăn ổi không? Lấy dao đi gọt cho tao ăn. Tao có mang theo ổi nè. Ủa, tụi mày đến đây chăm sóc người bệnh hay là đến đây để người bệnh chăm sóc vậy? Cả hai mà. Tao giỡn. Để tao lấy dao gọt cho. Ủa, giờ này ai tao rồi? Là gan to dữ. Lép à, lép. Lép ơi. Lép à, lép. Lép ơi. Người ta tin cho xe mà lép gì mà lép. Tới đây làm gì? Tới đây chạy cái bảng. Cái bảng để ngoài sân cản trở người ta tập luyện. Chạy chạy làm gì ghê vậy? Là vì con tim em yêu anh, là vì con tim em thương anh, là vì con tim em đã trao trao cho anh rồi. Dù ngày mai đây
trời. Đau quá. Anh lại làm cái trò nữa vậy hả? Ê, dạ dạ, đâu có, anh chỉ muốn tặng hoa cho em thôi mà. Tặng hoa chơi ngu kiểu này hả? Không, tại anh sợ quýnh anh. Lần sau mà còn chơi ngu vậy nữa thì coi chừng em á. Dạ dạ, biết rồi. Bây giờ đau quá. Sao còn chưa chịu đi nữa? Tướng lĩnh. Cô chị gì mà chị bỏ thấy đường hả? Mắt mũi để đâu vậy? Này anh à, anh ơi, anh có biết không hả, rằng em đã yêu anh, yêu nhiều lắm á, nhưng mà yêu anh em đã cho anh trọn hết cả tâm hồn. Chỉ mong vui buồn có em sẽ chia cả thế giới, em mong là đáng đời dành tất cả cho anh vì anh. Bên anh em đã quên tháng ngày quên. Ê, mấy đứa kia làm gì đó? Bữa nay là cô bắt gặp mấy đứa ăn hiếp bạn đó, nghe chưa? Không có đâu cô, em đang nghe của bạn mà. Mà anh chỉ thấy thêm phiền thôi. Ủa, không làm gì sao nó khóc? Nó tự khóc chứ ai mà chọc nó đâu cô. Trái tim đâu có đâu cô, em đang nghe của bạn hả? Không biết cô có gì đúng không? Sao nó làm cô chưa có cái nếp nhăn nào. Làm giám thị mấy đứa này riết là nhăn hết trơn. Quê, mày sao vậy? Không có gì, tại tao lo cho Yuna thôi. Ủa mà nó có chuyện gì mày phải lo? Tao không biết nữa. Cậu nói á, về nhà mà về vấn đề cả tháng rồi mà cũng không thấy liên lạc nữa. À, Yuna nó ở đâu lận? Ở Đồng Nai. Rồi mày có địa chỉ của nó không? Lên tìm thử xem. Mà cũng đang hè, tụi tao cũng không làm gì, có gì kéo theo mày chả vui. Ê được á, hay cho em theo dõi, nhà cũng chán lắm. Bây giờ á, tao đi tìm người hay dẫn tụi mày đi chơi đây. Một công đôi chuyện đi ba. Rồi, có ai tham gia không? Chelsea, em đi không? Đi, đi đâu? Cái con thì nhân ống ngơ, nãy giờ mày không nghe gì hết hả? Không. Rin, em đi luôn chứ? Em bận rồi, chứ em đi không được á. Mọi người đi đi nha. Thôi anh Tâm đi đi, em không đi đâu. Thôi đi, tôi không đi, tôi không đi đâu. Thôi đi, anh đi giùm em đi. Anh không đi, con nhỏ này nó tự kỷ nữa. Anh đi theo lo cho nó giùm em đi. Ok, tâm lệnh. À, nè, đi theo bảo vệ cho Tâm của chị giùm nhé. Gì? Tao mong manh dễ dở vậy, mày không bảo vệ tao, mày bảo vệ ổng. Tao giỡn mà. Nè, bảo vệ Jesse nha. Ok, về chứ Jesse, để em lo. Ok, đủ rồi. Vậy thì chúng ta sẽ về nhà sửa sang quần áo. Ngày mai chúng ta với anh. Đi thôi. Chelsea có phải ô xin của em đâu. Ừ mà cầm đi. Khổ quá, để anh cầm cho. Sao đây ghê quá. Ê ê, sao đây ghê quá. Ở đây lạnh lạnh hay sao á? Mà sao rễ dây nó ở trong đây được trời? Em không biết nhưng mà em sợ quá.
Mà thôi em yên tâm đi, có anh ở đây rồi. Anh là tân lệnh cô ship trên rồi, bảo vệ em mà. Sao nó ghê ghê vậy? Thôi đi nhanh nhanh đi. Thôi đi nhanh đi. Ôi, da mặt không thấy đẹp gì hết á. Nhăn quá à. Alo. Ai, có đẹp lên miếng nào đâu. Hả? Cách nào? Lấy bơ non chét lên mặt hả? Mùa này làm gì còn bơ? Hả? Ở đâu? Long Khánh hả? Rồi, đi liền luôn. Đang làm tiệm nhà má làm gì trời, ghê quá à. Thôi đi về. Quà lớn tới rồi, quà lớn tới rồi. Các ngươi sẽ là những kẻ tế mạng cho khu rừng này. Thì cô gái muốn thoát ra khỏi khu rừng này thì hãy cầm vũ quý của ta. Nhậu ổng rồi. Mà đừng, đừng có bỏ em. Mọi người, phía trước có căn nhà kìa. Nhà này giống ngôi nhà ma Đà Lạt quá. Thôi mà kệ đi, mình vô lại đi. Nghĩ sao có nhà đó vậy? Đi. Thì mày cứ vô đi. Tối rồi. Gì vậy Trang? Mày xem lại coi có đúng địa chỉ không? Sao sao tao chẳng thấy ai luôn vậy? Chắc là địa chỉ này rồi. Trời ơi là trời, người ngộm hô như cũ á, đi cả ngày trời không kiếm được cái gì hết á, bực bội ghê luôn á. Em làm thấy ở đây hơi sai sai rồi đó. Đất ở chỗ này nó ghê ghê sao á. Bây giờ nè, em đi sau lưng anh đi, để anh bảo vệ em cho. Cái ông này. Bây giờ cũng đã tối rồi, giờ mình quay trở lại á cũng rất là khó. Bây giờ chúng ta hãy ngủ ở đây đi, rồi sáng mai chúng ta về sớm. Cái gì? Nghĩ sao ngủ ở đây vậy? Ngủ chỗ vô giấy này đó hả? Em không ngủ được thì em đi về trước đi. Mọi người ai cũng mệt mà em còn nói nhiều nữa. Cái con này, mày làm như không mình ên mày ngủ đây vậy á. Thôi, đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ chúng ta hãy chia ra và tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi đi. Nghĩ sao dơ vậy mà ngồi được, thể thiệt luôn á. Thôi mình đi chỗ khác đi anh. Thôi mình đi kiếm chỗ nào sạch sạch mình ngồi đi. Mà em đi xét vô anh đi, chứ chỗ này ghê quá à. Ê, cấp điện thoại làm tiền pin nhá, trả nha cô. Dạ, đợi em chút, em trả liền nè. Su, có chuyện gì vậy? Em tưởng mà. Không, em ơi, trắng. Rồi mẹ nè. Má đâu mà má? Khủng quá. Hiểu lầm thôi. Trời thiệt không? Thiệt. Dạ không có gì đâu. Em ở gần bên đây nè. Nghe có tiếng của anh chị nên em qua em xem thử. Mà cái đèn pin chơi vui quá nên vừa đi vừa nghịch. Mà mấy anh chị đâu xuống vậy? À, tụi anh ở Sài Gòn mới xuống. À, tụi anh tìm bạn ở đây nè. À, theo địa chỉ á thì là ở đây nè. Mà khi đến đây á thì không thấy ai hết. Mà mấy anh chị tìm ai? À, tụi anh tìm Yuna. Yuna? À không, Phan Quỳnh Ngân á, em biết không? À, chị Ngân, nhà chị sát bên đây nè. Mà giờ chị với ba chị chỉnh là mình trên sống rồi. Em biết hả?
Vậy thì em chỉ tụi anh đi đi, được không? Dạ, em biết. Để em chỉ đường cho đi nè. Khu 13. Tính hồ chỉ hắc cưng. Ở đâu? Cũng may vậy chưa bị nhanh thêm nếp nào. Tụi này đi đâu bỏ mình hết trơn rồi ta? Đó, cái gì vậy? Lạnh quá vậy má? Ủa, cái gì vậy trời? Nhờ khiên dùng một đá thôi mà làm gì chạy dữ vậy? Mà mày điên hả? Chuyện gì? Có ma. Mạnh mẽ lên xem. Ma cỏ gì? Đi tiếp đi. Trời, có ma thiệt mà mọi người không tin hả? Sao? Đừng ghen. Con trai xăm mình. Mạnh mẽ lên coi. Ở đây có ma mà tôi nói anh nói tôi không tin. Kệ nó đi. Em cũng tin anh nhưng mà đi tính. Suốt rồi tính đi. Ghê quá đây. Trời tối quá, biết đường nào mà ra. Sao thấy ghê quá. Trời ơi, sao mình tính giúp cổ chỉ đường cho cổ, đánh mình đau quá vậy? Đây có phải là nhà của chị Yuna không vậy anh? Nhà này mà người ở hả? Như cái nhà ma vậy. Tao là tao nổi da gà từ nãy đến giờ đó. Anh nghĩ đây là nhà của Yuna á. Vô đi. Có ai nhà không? Im miệng. Anh Say. Yuna. Ba ơi, đầu ba chảy máu kìa. À thôi để ba vô băng bó nha. Cái gì vậy ba? Mày mới làm anh mày hết hồn á. Ông thấy ghê là tao hết hồn. Yuna kìa cháy. Yuna. Anh Jay. Yuna. Sao anh lên trên này vậy? Thì anh lên đây tìm em nè. Cả tháng nay không liên lạc được với em, anh lo lắm. Em xin lỗi anh nha. Không sao đâu, anh chỉ lo lắng cho em thôi mà. Ở trên này không có shop. Bữa em bị móc túi nên mất điện thoại. Em lo làm phụ ba em nên không có liên lạc được với anh. Làm anh lo rồi. Mọi người ơi, mình vào nhà đi rồi nói chuyện. Em sao vậy? Anh Em thấy ba Yuna ghê quá à. Sợ hả? Khủng quá, sợ gì mà sợ. Chú như vậy thôi chứ không có sao đâu. Nhưng mà ghê thiệt chứ bộ. Đi. Sợ gì mà sợ. Anh lo cho em lắm á. Em xin lỗi. Em làm anh lo rồi. Thời gian trôi lòng vẫn không đổi dài. Dù cho anh có đổi thay, dù cho anh thế nào, kể vậy có em mãi luôn cùng anh. Yêu anh em đã trao anh trọn hết cả tâm hồn. Yêu anh em chỉ mong vui buồn có em sẽ chia cả thế giới. Em mong là anh dành tất cả cho anh vì điện thoại mới sống hả? Đang ngồi đợi tin nhắn của nhóc Kiên chứ gì. Không biết qua bữa làm gì mà từ bữa giờ không thèm nhắn tin cho em.
Bây giờ lên đây là không có sống nữa. Thì em cũng đừng có lo, tại vì nhóc Kim qua đó còn phải ổn định hết mọi thứ rồi mới có thể online được, đúng không? Thôi đừng lo, lo ăn cơm với mọi người nha. Cổ Rinh, anh tao, anh vậy? Anh yêu, tranh thủ á, lúc mọi người không để ý, anh làm cho em sung sướng đi. Ê, ê, tụi bay im. Bây giờ luôn á hả? Cả tháng rồi không gặp, người ta nhớ mà. Nhưng mà bây giờ là buổi sáng mà, hay là có anh làm cho em nha? Em muốn bây giờ, đi mà anh, đi mà. Thôi thôi, được rồi, anh làm cho em. Vậy được chứ em? Hả? Mạnh nữa hả? Cái gì vậy trời? Giữa ban ngày ban mặt. Trời ơi, tao không có ghẹ, tao chịu gì nổi. Cái thằng này nè, cái này con đứt không mà con này ban mặt thì mày làm cái gì đó nè. Chết động cơ. Chết Chay ơi là chay. Trời ơi. Thôi, con làm gì cũng có được. Đây, mẹ có hướng dẫn cho con làm nó được tốt hơn nè. Dạ. Em phải nè, vô. Ba đứa ở đây nghe chưa? Ba đứa ở đây. Phải vô sòng sòng đi xíu này không? Trời ơi. Tao muốn làm gì cho tụi bay nghĩ gì vậy? Massage chứ gì? Đầu óc đen tối à? Thôi, ra. Mày làm đầu óc con nít bây giờ nó đen tối hết rồi. Chơi hết. Đúng chán luôn á. Thôi hỏi với mày nữa nè. Ê, lên thu hút đi, lên thu hút đi. Về đây chơi mà buổi tối ngày không làm gì được. Mà mấy đứa đi ấy ấy nha không? Ấy thì đi đâu? Đi xã đó, đi không? Thôi đi với sau đi. Không đi à? Đi không? Thôi đi em đi. Anh kênh chụp hình với ai vậy? Là sao? Tiểu không? Quên tháng ngày, quên bản thân mình. Bên anh chăm sóc anh là lẽ sống của em. Mà anh chỉ thấy thêm phiền thôi, vì anh chẳng yêu em càng nên. Không có gì đâu. Tại vì kia nó vừa qua nước ngoài, thì cái đó là cái phong tục tập quán người nước ngoài, thì có thể là một nụ hôn là thay cho một lời chào thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Ừ, chắc vậy. Không có gì đâu. Đừng suy nghĩ nhiều. Nếu không ổn thì anh có thể cho em mượn cái vai nè. Tự nhiên mượn vai làm gì? Thì có thể là có người đang cần khóc hay sao đó. Anh thì anh hay mất trí nhớ lắm. Anh cũng sẽ chả nhớ gì sau tối hôm nay đâu. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, không có gì đâu. Vậy anh quay lưng lại đi. Trái tim đau khi đã yêu anh rồi, trao hết con tim này, điều vô nghĩa đáng đau thôi. Ai trách ai bây giờ? Mà ma cỏ ở đây. Trời ơi, tao nói tụi mày không tin tao, tao nói ma. Nè, tao nói nè, Yuna là người yêu của tao. Mà
nói nữa tôi giận à. Trời, tao nói mày không tin tao hả? Tôi qua nhà mày gặp bao nhiêu lần rồi? Có mười mấy hai chục lần chứ nhiều. Nhưng mà này thiệt. Tỏ đâu thấy không? Tỏ đỏ đâu, mày thấy mặt đen thui không? Mắt em đen lắm hả? Chắc bị lem mascara. Đừng nói hay mặc đồ trắng đi mày thấy không? Tối ngày mặc đồ trắng luôn à. Mày biết Yuna mà, sở thích là mặc đồ trắng mà. Đó, thấy cái tai đâu, trắng nhách à. Người gì đâu mà trắng. Trời ơi, ba em trắng á, là em xài kem Skin Up của Hàn Quốc nè. Em muốn xài kem đó nữa, trắng lắm luôn á. Vô đi bôi với em nè. Thôi, ma cỏ gì ở đây, đó, thấy không? Thiệt không, sao tao thấy ghê quá. Ma cỏ gì, đi. Thấy cái gì mười mấy hai chục lần rồi, thấy gì nữa hả? Trời ơi, là mình là thiệt đó. Ở đâu, không thấy đâu? Ở ngoài cửa sổ, chính mắt em thấy luôn, nó bước qua. Ôi trời, là cái gì vậy? Ê, thôi, để em ngồi tụi nó dậy. Ôi, vậy hả? Cô thú mất đường á. Mình đi ra ngoài coi đi. Thôi, ok, em đi sau lưng anh nha. Đây, đi chú đi. Đi. Cái gì vậy? Ê, em cầm lỗ. Anh ơi, nghe thấy không? Anh giết tôi! Anh ơi, hình như là hồi nãy đúng, mình mới đúng, vừa đụng đúng rồi, thì nãy anh thấy là anh đụng nhẹ, mà ai á, trắng nhất hả? À. Bây giờ sao cơ? Bây giờ anh đếm một, anh đếm một hai ba là quay nha. Một, hai. Trời ơi, mấy đứa này đi đứng kiểu gì á, ngã chúng mình làm dơ bộ đồ mất tiêu rồi. Ê, mà chị mày ơi, mà chị mày ơi, mà quậy. Nó tưởng mình là ma. Chọc tiếp. Chạy đi Phương ơi, chạy lên. Sao em lại như vậy? Nếu em nói em không phải là ma, anh có tin em không? Mày ơi, nó không phải là người đó mà nhà em còn nằm thấy nó. Mày buồn quá lắm rồi, chạy ơi. Mày nó điên rồi. Nhìn anh, mà đồ anh đó. Mày nằm ra đây. Lẹ đi. Trời ơi, thằng ngu này, mày quăng kim. Anh tin. Anh chắc mình chạy nhà nó liền quá. Ví dụ em có là ma, thì anh vẫn tin. Anh tin, em không làm hại anh đâu. Vậy nếu em là ma, anh có còn yêu em không? Cho dù em có là ma hay là người thì anh vẫn yêu em. Trời ơi, con em lúc này sao mà em quen quá vậy? Trong trong phim gì đó. Trời ơi, hại ông em hả mày? Em luôn chờ anh rồi anh lại rồi anh. Chỉ mời
để mọi người hiểu lầm em thôi. Em không phải là ma thiệt hả? Thấy chưa? Tao nói hiểu lầm mà. Vậy còn cái tiếng thét ghê ổn đó là sao? Tại ba em làm nghề mổ heo. Tối mổ heo nó la quá nên ba với em mới dọn lên đây ở. Ba, con nói ba hoài à, đừng có cầm dao kiểu vậy, người ta sợ. Ba nghe ồn ào nên ra coi sao. Ba vô nhà nha. Đó, mọi người thấy không? Ma đâu mà ma. Nè, ra thử coi. Đâu, thử chọn coi. Coi thấy nhậu không? Nhậu sao không nhậu? Trời ơi, làm sợ gần chết à. Thôi, đi về. Đừng, nó mất sống em ơi. Có sao không? Không, anh không sao hết trơn á. Vậy em coi có mất mấy miếng nào không? Nè không, nè nhìn đi có đâu. Đi ăn gì vậy? Tao ghét nhất mấy đứa hạnh phúc. Muốn làm gì thì khỏi mắt tao. Dừng tay. Mày biết khu này của ai không? Hả? Mày quay ra đây làm gì? Biến mày. Đi. Anh nói em hoài à. Không, em buồn chị gia đình thì buồn, nhưng mà em dậy gặp ma nào nó theo. Hả? Anh nói hay quá à. Vậy bà Như đó, bà giữ như cọp, sao anh thích bả? Đau quá. Anh lại làm cái trò nữa vậy hả? Dạ dạ, đâu có, anh chỉ muốn tặng hoa cho em thôi mà. Tặng hoa mà chơi ngu kiểu này hả? Không, tại anh sợ quýnh anh mà. Lần sau mà con chơi ngu vậy đó thì con giận em á. Dạ dạ, biết rồi. Thôi thì đi đi làm gì dắt bả làm gì vậy? Chị Bi, chị đi theo bảo vệ đi mẹ em nha. Ok. Rồi tụi mình đi ăn. Đi. Đi. Em có sao không? Cái con nhỏ này thiệt. Không sao đây. Cái con nhỏ mà.
Rồi để từ từ anh sẽ nói nó. Dạ. Cho mình không có đi chơi. Hôm nay đi chơi nha. Anh đối xử với tôi như vậy đó hả? Được rồi. Không có ở đây. Còn búp bê hả? Nó dục rồi. Cho mày dùng con. Những cái thứ của mẹ mày sẽ không bao giờ tồn tại trong cái nhà này nữa đâu. Hôm nay lớp mình sẽ có hai bạn mới chuyển đến đây học với tụi em. Bạn nữ này là bạn Nhi, còn bạn này là bạn Liêm. Vỗ tay để chào đón hai bạn nha. Ngày hôm nay bạn Liêm bị bệnh cho nên là bạn ấy đeo khẩu trang để học. Tụi em về chỗ đi. Lần sau không có làm trò mèo mỏi trước mặt chị nữa nghe chưa? Bất cứ ai cũng không được hạnh phúc trước mặt con Su này. Biết? Hãy subscribe.
Su biết. Có khi Su nhớ lại chuyện hồi xưa đó. Bà nghĩ sao mặt tôi vậy? Trời, sao tôi dám gặp Su đây? Bộ mấy tháng rồi chưa hết hả? À, có rồi. Nhờ cô thử xem. Cô chuyên gia vụ này mà. Đi thôi Nhi. Công rồi. Thiệt hả cô? Cô đã bào chế thành công thuốc trị bụng siêu cấp. Hay quá. Cô sẽ thử cho tụi em coi. Tan 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 tan. Gì á cô? Mặt cô bị sao vậy? Không có sao. Vài bữa hả? Nó lột ra một cái mụn sạch, nám bay. Cô, chị gì mà chị? Bộ không thấy đường hả? Mắt mũi để đâu vậy? Nè anh à, anh ơi, anh có biết không hả? Rằng em đã yêu anh, yêu nhiều lắm á nhưng mà. Để coi, hút được bao lâu? Không sao. Tặng bạn nè. Ngày mai đi uống trà sữa với mình nha. Nếu rảnh thì mai 10 giờ đi. Anh hai, em quên đem tiền rồi. Ok, anh tới liền. Em có sao không? Tao cái gì mà sao? Để tôi đá không coi, con có sao không? Lần sau nhớ nhìn đường giùm tôi một cái. Ủa? Chinh hai sao vậy? Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà. À, em cầm ít tiền mặt đi. Lần có chuyện gì thì có tiền mặt mà xài. Dạ, em cảm ơn anh hai nha. Anh em à, tính toán gì?
Học sao còn ở đây? Bà còn dán cái mặt qua đây nữa hả? Tại sao bà làm gì với ba tôi? Bà là đồ lừa đảo. Mẹ có làm gì đâu. Mẹ mới đi siêu thị mua đồ mà con. Bà đừng có diễn nữa. Tôi thấy bà với thằng bồ của bà mới vô chung cư kìa. Tôi sẽ đợi ba tôi về rồi tôi mét ba tôi. Mày tưởng mày là ai gì? Mày dám đuổi tao ra khỏi cái nhà này? Mày không có là gì trong mắt của ba mày hết á. Để tao coi, ba mày tin mày hay là tin tao? Mà nè, tao nói cho mày biết nghe, từ đây trở đi chuyện gì của tao không cần mày quan tâm, biết chưa? Con đã sai rồi, lại còn đi nói xấu mẹ nữa hả? Bà không phải là mẹ của con. Em có sao không em? Em không sao. Con nó còn nhỏ mà. Thôi đi anh. So Su, sao Su khóc vậy? Đi. Đi đâu? Đi đi. Nhưng mà đi đâu mới được? Thì cứ đi đi. Su đi thôi em. Đi đâu? Đi đi rồi biết. Nè. Làm gì vậy? Su đeo vào đi. Đeo vào đi mà. Su cứ nghĩ Liêm là dì ghẻ của Su đi. Trút giận hết vào đó. Tin Liêm đi. Em đã cô đơn lâu quá dì thành quen. Em đã quên đi yêu thương phải thế nào. Che giấu nỗi buồn riêng, một niềm cô đơn hằn sâu trong tim. Em vẫn ước mơ khao khát một vòng tay sẽ đến bên em che chở em tháng ngày. Giống tố phong ba luôn có một bờ vai thì thầm bên tai mọi chuyện để anh lo. Nhưng đó chỉ là điều em. Sao vậy? Bị đau vai hả? Không, Liêm sao đâu, chỉ hơi đau vai xíu thôi. Ừ, để như xe cho. Ngồi im đó, không sao là sau này bị giật tay luôn đó. Cảm ơn Nhi nha. Không có gì. Trong thế gian này ai cũng đã từng một lần tình si, đánh mất chính mình, đánh mất đi phương hướng. Yêu đến điên cuồng, yêu đến dai khờ, yêu say đắm, để đến cuối cùng đớn đau mình riêng mang. Em cũng đã từng yêu hết tâm hồn, yêu bất chấp, đánh mất nụ cười, đánh mất đi hạnh phúc.
anh đã không cần, anh đã thay lòng theo năm tháng. Em chỉ còn lại nước mắt đã cạn khô. Làm sao anh có thấy được những nhung nhớ của em? Thật sự em rất nhát nhãn lắm, tim nhói từng cơn. Nhưng em chỉ biết nhớ, chẳng thể đến bên để ôm chặt anh. Vì giờ đây tim anh đã đổi thay rồi, đôi ta cách xa rời chân trời xa mãi. Tại sao? Đây đây, tập trung nghe bài hát Rượu View của tôi trên TikTok đây. Biết bài gì không? Đời, ôi mắt hôi đẹp. Đời đi vui à ngang, đời là lắm mà nghiện. Đừng bóng chén rung ban coi, chừng anh tác là đèn. Đừng tâm lâm tơ lơ, đừng lục nắng rồi mưa. Thấy tao hát cái đu 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 theo. Ừ, nhưng mà dạo này tao thấy hình như mày có bầm đầu hoa. Ừ, đúng rồi đó. Có nhiều anh theo. Happy, happy. Happy. Rồi nào kiếm kìa. Tặng em hả? Này vô em hỏi ai là su hả? Rồi bà này bà hú ghê. Rồi có người tặng cho chị, hãy chị ngồi xe hơi đằng kia hả? Của mày, thôi tao hửi chút. Ôi, trời ơi, đẹp trai quá, đẹp trai rồi. Trời, thằng đó sao đẹp trai bằng anh? Tao nói đâu có xa, đi đẹp trai. Đi đi xe hơi. Thằng đó mà cưa tao là dính liền, tao có hề với mày luôn. Trời ơi, Na ơi, mày hay quá Na ơi. Thôi mà anh khỏe rồi. Anh hả? Trời, anh cũng đẹp trai đâu, thù nó đây không? Anh thì xác định đi, anh không có ma nào theo đuổi hết trơn á. Anh chỉ có con cọp cái đó mà ám anh hoài luôn, em nói thiệt. Cọp thì là cọp, nhưng mà anh thích là được. Trời ơi, xinh, quá xinh. Xinh thì chị đẹp trai nè. Anh lời cất lưới đầu môi. Phải xa ta đang hồi sâu. Ôi làm MV hả? Mấy mày không MV hả? Gì hả? Mày bị gì hả? Mày bị gì hả? Mày bị gì hả? Mày có sao không? Nói anh nghe coi. Đuổi em ra khỏi nhà, nó còn mét ba nữa. Được rồi, để anh xử nó. Trời, anh thương em quá nhở. Thôi thôi, cưng nè. Vậy giỏi lắm sao? Tụi mày thích xen vô chuyện người khác lắm hả? Tôi không có xen vô chuyện của ai hết á. Nhưng mà tại sao bà lại làm gì với ba tôi? Tại vì tao không. Ba mày chỉ biết mày và mẹ của mày thôi. Có để gì đến tao đâu. Ba mày có tiền nên tao muốn lấy tiền đó để tao thương người yêu của tao. Mày á, với ba mày chỉ là con cờ của tao thôi. Ba nghe chưa ba? Ba thấy bộ mặt thật của bả chưa? Con nói mà ba đâu có tin. Được, mày được lắm. Tao cũng không còn gì để mất. Tụi bay lên gạch mặt nó cho tao. Chạy đi sâu. Em vẫn ước mơ khao khát một vòng tay sẽ đến bên em che chở em thật sâu. Giống tố phong ba như có một bờ vai thì thầm bên tai mọi chuyện để anh lo.
lại. Tụi em lên. Sợ gì? Lên tụi bay. Lên. Dạ, dạ, ui, ui. Té rồi kìa. Yếu quá anh. Anh. Muốn sao? Có cần xử bả luôn không? Thôi bỏ qua đi anh. Dù sao á, bả cũng là vợ của ba em. Để cho bả tự sinh tự diệt đi. Cũng không còn gì để nói với bả nữa hết đó. Đi đi anh. Tha cho cô lần này đó. Bị gì vậy? Có bị gì đâu. Có chuyện gì vui đúng không? Có tình yêu mới đúng không? Ủa? Sao anh biết vậy? Nhìn mặt em là anh biết rồi. Em mới quen được cái cô này nè. Dễ thương lắm. Đâu, cho anh hai xem đi. Chúc anh hai cho xem lại chị hai. Chị hai cá tính và xinh lắm á. Hứa nha. Em sau một hồi phải cho em xem chị hai đó nha. Kìa. Trong thế gian này ai cũng đã từng một lần tình si. Đánh mất chính mình, đánh mất đi. Dễ thương không? Dễ thương không? Ừ, dễ thương á. Xin ha. Hai đứa quen lâu chưa? Cũng mới đây à. Em tính tỏ tình cổ á. Ok. Vậy lấy hồ bơi nhà mình đi. Anh hai lo cho. À, được nha. Vậy anh hai lo cho em nha. Ok. Yeah. Cảm ơn hai. Trong thế gian này ai cũng đã từng một lần tình si. Đánh mất chính mình, đánh mất đi phương hướng. Yêu đến điên cuồng, yêu đến dại khờ, yêu say đắm. Để đến cuối cùng đơn đau mình riêng mang. Yêu gì mà yêu. Cũng ăn đòn hay gì. Có thấy cạn không? Thành quen em đã quên đi yêu thương phải thế nào. Có lẽ em đang che giấu nỗi buồn riêng, một niềm cô đơn hằn sâu trong tim. Em vẫn ước mơ khao khát một vòng tay sẽ đến bên em che chở em tháng ngày. Giống tố phong ba luôn có một bờ vai thì thầm bên tai mọi chuyện để anh. Thank you.
tao ghét nhất là mấy đứa nào hạnh phúc trước mặt tao á. Nghe nó suốt dễ sao không cũng vậy không má. Ê ê ê, sao cái thoại này quen quá vậy? Thế tao đang chọc mày chứ gì nữa. Địa bàn tao giao tụi bay làm sao rồi? Ok, ngon lành luôn đó đại ca. Bọn em lo được hết, yên tâm đại ca. Dạo này tao thấy ở đây á phức tạp lắm nha tụi bay. Ê, nhỏ đó là nhỏ mới chuyển trường đến đó nha. Xin bá cháy bỏ chét luôn đại ca. Nhỏ này, có bọn ngon. Làm sao mà xin bằng jean của anh Tâm được? Để mày. Coi em đi đâu đó, đi chơi với anh nha. Ủa, hai thằng kia là ai mà dám ghẹo gái trên địa bàn của đại ca vậy? Thiệt là không coi đại ca ra gì mà. Xử nó đại ca. Tụi bay theo tao, giải quyết nó. Bọn mày có biết địa bàn này của ai không mà dám ghẹo gái ở đây à? Đây là địa bàn của đại ca Tâm. Tụi bay khôn hồn thì biến khỏi đây mau. Bây coi chừng tao nha. Tao nói đại ca tao đó. Em có sao không? Không ạ. Em cảm ơn nha. Em đi trước đây. Thơm đấy đại ca. Tao thấy cũng thơm đó. Mày nghĩ sao? Đại ca sợ chị Jin lắm. Sao mà dám? Ai nói mày tao sợ? Bây giờ thằng này nay ghen ngắm tao đổi tay nè mày. Ngọn gió đưa em tới đây. Hay quá ha. Nay dám nói xấu sau lưng em ha. Anh không có dám. Anh mà không dám hả? Thật. Bây giờ em hỏi nè, anh có yêu em không? Có, anh yêu em nhiều lắm. Vậy anh thề đi. Anh thề đó. Anh thề sao? Anh thề em mà có già, có xấu đi nữa anh cũng yêu em. Thật. Anh mà nó dốc ra đường xe cán ngang này. Đại ca nói ai đại ca? Nói hai mày. Ủa, liên quan gì đến hai bọn em đại ca? Giỡn mặt hả? Ý lộn, xe cán anh. Nói đó nha. Anh biết rồi. Dạ thưa bác, con giờ. Su. Su. Liên, con ngồi xuống đây cho mẹ. Su á ta. Chuyện gì nhỉ? Mẹ là mẹ không có thích con bé Su chút nào hết. Con gái con lứa gì mà xăm hình đầy người hết à. Mẹ thấy bé Nhi á, nó vừa ngoan, vừa hiền, dễ thương nữa. Mẹ của bé Nhi lại là bạn thân của mẹ nữa. Mà cậu bé Nhi lại là đang làm cho nhà mình. Hai gia đình đều thương thiết với nhau hết, đều quen biết với nhau. Con với bé Nhi tới, có phải thuận lợi hơn không? Nhưng mà con với bé Nhi chỉ là bạn thôi mà mẹ. Thì ngày xưa ba với mẹ cũng là bạn mà. Sau đó rồi mới yêu nhau. Bé Su là mẹ không thích, nhìn không có đàng hoàng chút nào hết. Nhưng mà cái chuyện xăm hình á, là chuyện bình thường mà. Con cũng xăm mình nè, có sao đâu. Mẹ không có kỳ thị cái chuyện xăm trổ đó. Nhưng mà mẹ biết người con gái như thế nào sẽ hợp với tính cách của con. Chuyện này á, không có nói tới nói lui.
không bàn tới bàn lui nữa, mẹ đã quyết định rồi. Em chào chị. Em với Lon hôm nay đến đây gặp chị bàn một số việc quan trọng của công ty. Có bé Nhi ở đây, đến gặp Liêm cũng có một chút việc. Con xin phép mẹ con lên phòng. Mọi người vô ngồi đi. Dạ thưa dì, con xin phép lên gặp Liêm chút ạ. Ừ, con lên gặp Liêm đi. Tôi đeo vào đi. Đeo vào đi mà. Su cứ nghĩ Liêm là dì ghẻ của Su đi. Trút giận hết vào đó. Tin Liêm đi. Em đã cô đơn lâu quá dì thành quen. Em đã quên đi yêu thương phải thế nào. Có lẽ em đang che giấu nỗi buồn riêng, một niềm cô đơn hằn sâu trong tim. Em vẫn ước mơ khao khát một vòng tay sẽ đến bên em che chở em tháng ngày. Giống tố phong ba luôn có một bờ vai thì thầm bên tai mọi chuyện để anh. Biết người con gái như thế nào sẽ hợp với tính cách của con. Nhi có mua nước tăng lực Quadio mà Liêm thích nè. Uống đi là hết buồn liền à. Ừ, cảm ơn Nhi nha. Mà hôm nay Nhi đến đây có gì không vậy? À, Nhi qua để lấy lại cái quyển sách mà bữa hổm Nhi cho Liêm mượn á. Tại vì bây giờ Nhi cũng đang cần dùng. Chắc là Liêm chưa đọc đâu ha. Quyển sách đó bây giờ Liêm để đâu Liêm cũng không nhớ nữa. Để Liêm tìm rồi Liêm gửi lại Nhi sau nha. Không xa đâu. Tại vì quyển sách này cũng quan trọng với Nhi lắm. Cái gì Liêm tìm kỹ giúp Nhi nha. Liêm biết rồi. Thôi đừng có buồn nữa. Chuyện gì là cũng qua thôi à. Thôi Nhi về nha. Trong thế gian này ai cũng đã từng một lần tình si, đánh mất chính mình, đánh mất đi phương hướng. Yêu đến điên cuồng, yêu đến dại khờ, yêu say đắm, để đến cuối cùng đơn đau mình riêng mang. Ủa, điện thoại của anh hai mà. Tụi này hôm qua nó cản trở công việc của tụi em á đại ca. Đúng rồi đại ca, nó còn chửi đại ca không ra gì hết. Em nghe mà em buồn luôn á. Tụi bay biết đây là ai không mà dám đụng vô hả? Không biết. Đại ca khu vực này tụm đầu gấu. Không biết. Tao tức thì thằng nào là thằng tụm đầu gấu. Thằng coi bước đi. Cầm, nó kêu mày kìa cầm. Không phải thằng này, thằng kia bước đi. Mày á mày nhìn không, I'm new. Ê,
Tại sao em ăn mặc vậy? Ủa thì anh nói là cho dù em có như thế nào anh cũng yêu em mà. Thì anh đã nói là yêu em nhưng mà em được cái mặt kiểu này không có nó. Anh nhắc lại câu anh nói hôm qua coi. Thì anh có thề là dù em như thế nào, em có già đi hay xấu đi nữa anh vẫn yêu em. Ừ, anh nhớ đó nha. Nhớ rồi, thôi đi đi, tụi nó nhìn mình kìa. Đi. Đại ca, đại ca. Giờ sao đại ca? Giờ có quýnh nữa không đại ca? Chết cha. Sáng giờ tao đi. Quá trời. Tao quên xin phép con ghẻ tao. Nó mà biết rồi chết cả đám. Thôi đi về. Đi về, đi về. Về hả đại ca? Về thôi. Chị dùng tách trà cho ấm, trời cũng sắp lạnh rồi. Chị đang còn lo lắng cho Liêm à? Đúng vậy, tôi cũng không biết là nó có vượt qua thử thách lần này không nữa. Cảm ơn cậu. Chị cũng đừng lo lắng quá. Hai đứa con đều có gen của chị, đứa nào cũng mạnh mẽ cả. Em nghĩ Liêm sẽ vượt qua nhanh thôi. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Ủa anh hai, sao nay anh hai đến đây đón em vậy? Thì anh tiện công chuyện mà, sẵn qua đón em luôn. Thôi đi anh hai ơi. À, hôm bữa anh hai nói là anh hai cho em xem hình chị hai mà. Vậy hả? Thôi để bữa khác đi. Anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc nữa hả? Anh muốn chờ đợi đến bao giờ? Anh à, cho mình một cơ hội cũng như cho người khác một cơ hội được không? Tôi xin lỗi, không có ai có thể thay thế được cô ấy trong lòng tôi. Em mới gặp Liêm hả? Đúng rồi, em gặp Liêm có chút việc. Vậy để anh đưa em về nha.
Em đừng có bao giờ làm những chuyện mà mình không thể làm. Phải biết tự lượng sức mình chứ. Có đau không? Để anh cõng em về nha. Em Ngọc. Sao đại ca? Tao thấy giờ này Rin nó làm sao mày? Hình như nó thấy lậu phải không? Theo như phân tích các số liệu gần đây thì chắc chắn là... Là sao? Là chị Rin không có bị thấy lậu. Mày khùng hả Mập? Mày phân tích vậy cũng như không vậy? Uống nước đại ca. Trời ơi, cái gì vậy? Ê mày, tao nghĩ là bà té lầu thiệt chứ không giỡn đâu nghe mày. Ờ ha, ngon quá ta. Rin, sao em ăn mặc vậy? Ủa thì anh nói là cho dù em có già em có xấu anh cũng thương em mà. Ừ thì đúng là anh nói như vậy, nhưng mà mình đừng làm già như vậy. Anh hết thương em rồi đúng không? Ê, thương, thương. Anh thương em mà. Thôi bây giờ anh dắt em đi ăn nha. Vậy cũng được. Dạo này nhiều người thích làm phi công nhỉ? Được cấp bằng lái chưa? Thôi đi em ơi. Đợi. Cái gì nữa, sao còn đi gì nữa? Đi thẳng đàng hoàng đi. Em suy nghĩ gì vậy? Liêm buồn chuyện gia đình đó. À, quyển sách của Nhi á, Liêm tìm được rồi nè. Liêm trả lại cho Nhi nè. Liêm đọc chưa đó? Vậy tốt. À, Nhi có mua rau câu niêu choi mà Liêm thích nhất nè. Hai mình ăn nha. Thì tôi có người yêu mới chứ sao. Tại sao em lại làm vậy? Em biết, đó giờ anh hai luôn nhường em mọi thứ. Nhưng lần này anh hai đừng hy sinh nữa. Anh không hy sinh cho ai hết cả. Đối với anh, Su chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Người anh lưu là Nhi nè. Chuyện này á, không có nói tới mới lui, không bàn tới bàn lui nữa, mẹ đã quyết định rồi.
sao em lại làm vậy? Cái thằng cờ hó này mày. Trời ơi. Thầy mềm rồi đại ca ơi, nó mềm rồi. Tại sao mày đối xử với Xuân như vậy? Tại sao? Sao ai cũng thách tôi vậy? Tôi làm vậy tôi đâu có hạnh phúc đâu. Mày có tin mày không còn gặp Xuân nữa không? Nó sắp theo ba nó ra nước ngoài rồi đó. Mày có tin mày không còn gặp Xu nữa không? Nó sắp theo ba nó ra nước ngoài rồi đó. Xu! Xu ơi! Xu! Xu cho anh giải thích đi mà, Xu! Anh xin lỗi mà. Anh đi về đây, tôi không muốn nghe gì hết á. Cho anh xin lỗi mà, anh biết anh sai rồi, Xu! Mình chẳng còn gì để nói với nhau nữa hết á. Anh biết bây giờ những gì anh nói đều là vô nghĩa, nhưng mà anh chỉ muốn nói với em á là anh yêu em nhiều lắm. Đi về ba, chạy xe đi ba. Xu ơi, tại sao anh cứ có bất chấp rời xa em? Dù quan niệm tình yêu chúng ta không hề sai, có chăng chỉ là mình chưa hiểu hết nhau, và đôi khi ôi Xu, không có không có, anh chỉ thương lòng em thôi à, chứ anh không có yêu Nhi đâu. Thôi đi, ai mà tin lời mấy người được. Anh chỉ yêu có mình em thôi á. Vòng đôi tay anh ôm lấy, siết thật chặt làm tóc mây, giữ em lâu trong vòng tay để biết anh yêu em thế nào, thì thầm bên tai là anh đã yêu em bao giờ, nói cho anh biết đi được không? Mẹ, mẹ, con yêu Xu, con xin phép mẹ cho con quen Xu. Con quyết định rồi, dù chuyện gì có xảy ra chăng nữa thì con vẫn bên cạnh Xu. Chúc mừng con trai của mẹ đã vượt qua thử thách lần này. Bây giờ con trai của mẹ đã trưởng thành rồi. Mẹ chưa bao giờ nghi ngờ và sự lựa chọn của con. Miễn là người con gái con yêu là luôn bao giờ cũng có chỗ đứng trong gia đình. Thiệt hả mẹ? Mẹ nói thiệt hả? Con cảm ơn mẹ. JC, mấy ngày em thấy Rin nó sao sao không em? Sao là sao? Mà em là bạn nó, em thấy nó khác thường hả? Em thấy có gì khác thường đâu, em thấy nó bình thường mà vẫn khùng như ngày nào mà. Phải chị Vin không? Ơ? Cái gì vậy? Hình như là nó... Ủa? Bất thường thiệt. Sao em ăn mặc thế này đây?
đang làm gì vậy? Ủa, thì anh nói là cho dù em có như thế nào thì anh cũng yêu em mà, có không? Ôi rồi, hai thằng đàn ông ôm nhau ngoài đường, về nhà thể hiện tình cảm nhá. Đúng, nhưng mà anh đã nói với em rồi, dù thế nào nhưng phải như thế này. Anh không có thương em nữa rồi đúng không? Em xe kìa. Anh đừng làm em sợ mà. Anh à, anh có sao không vậy? Anh à, đừng làm em sợ mà. Anh à, vậy nhưng mà đau quá. Anh có sao không vậy? Em hứa mà, em không có vậy nữa đâu. Em không có chọc anh nữa mà. Em hứa em đừng có ăn hiếp anh nữa đây. Em hứa hết á. Anh đừng có bỏ em mà. Em không phá anh nữa đâu. Em sẽ là em là bình thường mà. Anh à. Chắc anh chết quá. Ủa, anh đừng chết mà. Thôi vậy đi cha nội. Tôi cán cho từng cà cho cái ông đâu. Ông diễn quá. Hay gì chua chua à? Ủa, cái này là tương cà hả? Anh này, anh không chọc ghẹo em. Lần sau là không có được ghẹo em vậy đó đâu nha chưa? Em hứa gì anh, em còn nhớ không? Thì hồi nãy em hứa với anh là em sẽ ngoan, em sẽ nghe lời anh. Đúng nè. Rồi. Em sẽ thiệt là hiền lành. Đúng anh. Rồi. Rồi sao nữa? Em sẽ ngọt ngào với anh hơn nữa. Còn những rùng mình thiệt á. Thôi mà em như bình thường thôi. Như bình thường có nghĩa là đúng như bình thường thôi, hung dữ như vậy đúng không? Đúng là rồi vậy nè hả? Ây da da à, anh thích vậy đau, hả? Đau đau ây da 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 ây da đúng rồi mình đau quá ây da. Để bên tay em đó kêu xa thon dài làm ai nghi ngẩn, từng nhịp chân em bước lung linh làm ai mê dài, nụ cười xinh em sáng long lanh sang người từ trong ánh mắt, bồng bềnh theo mái tóc hương đưa nhẹ say mê nồng, từng nhịp bước nhẹ nhàng tạo lớp ngước ngay say lòng ai. Này là vòng eo nhỏ, này là bờ môi đó ngước ngay say lòng ai. Chị còn muốn trốn tránh em đến bao giờ nữa? Tôi không có xứng với cậu. Tôi đã có gia đình, rồi hai đứa con nữa. Còn cậu thì quá trẻ, lại chưa lập gia đình nữa. Em không quan tâm. Ngày xưa khi chúng ta còn trẻ, chị lớn tuổi hơn em, sợ người khác dị nghị. Sau đó chị lập gia đình, sanh con. Em vẫn bên cạnh người mà em yêu. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy chị hạnh phúc là em mãn nguyện rồi.
Còn bây giờ anh đã mất, hai con chị cũng đã trưởng thành, chị và em đầu sắp hai thứ tóc, còn chừng chờ gì mà không đến với nhau. Ai có thể ngăn cản hai chúng ta? Hiền, anh yêu em. Luôn luôn tránh dù anh lại dối.